Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi tối của đài IBC với phần trình bày của sứ mưu viên Linh Trịnh và Tuyết Nha. IBC TV phát hình trên các băng tần quen thuộc 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên màn điện toán toàn cầu IBCTV.us. Quý vị cũng có thể dễ dàng đón xem qua trang YouTube IBC TV Official hoặc Facebook IBC TV. Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả. Và như thường lệ, tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ca ngợi chi tiêu cơ sở hạ tầng tại Baltimore khi đảng Cộng hòa tìm cách cắt giảm. Nghe nói các nước Ba Lan và Baltic hùng hăng. Australia tiếp tục tìm kiếm viên đạn phóng xạ bị mất. Cái giá thúc đẩy cơ sở hạ tầng của Ấn Độ ở dãy Himalaya. Hoa Kỳ chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 vào ngày 11 tây tháng 5. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần bản tin chi tiết đầu tiên do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Thưa quý khán thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ còn ca ngợi chi tiêu cơ sở hạ tầng tại Baltimore khi đảng Cộng hòa tìm cách cắt giảm. Tổng thống Joe Biden tổ chức lễ kỷ niệm kế hoạch thay thế một đường hầm 150 năm tuổi tại Baltimore, đánh dấu bằng chứng tổng công trình sư của ông trên lãnh thổ chính trị, một sự tương phản đối với cuộc chiến về nợ mang tính chất đảng phái tại Washington. Chính quyền ông Biden cho biết đầu tư $4 tỷ thay thế cho đường hầm Baltimore và Potomac, một phần của luật cơ sở hạ tầng trị giá $1.000 tỷ đã được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của hai đảng, được xem là một trong những chiến thắng lớn nhất của ông. Trong sự kiện này, ông Biden đã nói dự án đường hầm đường sắt Baltimore là về việc một hệ thống đường sắt của thế kỷ 21 được chờ đợi từ lâu. Đường hầm thời nội chiến Hoa Kỳ là một nút thắt chính với giao thông đường sắt và đi lại trên hành lang đông bắc của Amtrak, nối liền Washington, New York và Boston. Tổng thống Biden còn lưu ý có 2.200 chuyến tàu chạy qua đây hàng ngày, khiến nó trở thành đường hầm bận rộn nhất trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nga nói các nước Ba Lan và Baltic hung hăng. Nga cho biết hôm thứ Ba rằng lời kêu gọi cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine của Tổng thống Lithuania đã nêu bật quan điểm vô cùng hiếu chiến của các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan, và rằng các nước lớn ở châu Âu nên cân bằng lại lập trường của họ. Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda hôm thứ Hai đã nói rằng NATO nên ngừng vạch ra lằn ranh đỏ và nên cung cấp cho Ukraine bất kỳ loại vũ khí nào mà nước này cần, bao gồm cả máy bay chiến đấu và hỏa tiễn tầm xa. Khi được hỏi về những bình luận đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên rằng nói chung, chúng tôi nhận thấy quan điểm vô cùng hiếu chiến từ đại diện của các nước Baltic và Ba Lan. Họ dường như sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kích động sự gia tăng đối đầu hơn nữa và không quan tâm đến hậu quả. Ông cũng nói thêm, tất nhiên, rất đáng buồn là trong những điều kiện này, các nhà lãnh đạo của các nước lớn ở châu Âu lại không đóng vai trò cân bằng. Lời kêu gọi của ông Nausėda diễn ra sau quyết định của Đức và Hoa Kỳ vào tuần trước về việc cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine, một hành động mà Nga mô tả là sự leo thang của cuộc xung đột. Các quốc gia vùng Baltic gồm Lithuania, Latvia, Estonia, tất cả đều do Moscow cai trị cho đến khi ly khai khỏi Liên Xô vào năm 1991, đã ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine, ủng hộ lập luận của nước này và rằng nước này cần vũ khí phương Tây tiên tiến hơn, càng sớm càng tốt để chống lại một cuộc tấn công mới có thể của Nga. Kính thưa quý vị, Australia tiếp tục tìm kiếm viên đạn phóng xạ bị mất. Cuộc săn lùng kéo dài một tuần của Australia để tìm kiếm viên phóng xạ nhỏ bị mất ở phía tây đất nước gây ra cảnh báo phóng xạ được tiếp tục. Cảnh quay từ sở cứu hỏa dịch vụ khẩn cấp của bang cho thấy mọi người đi bộ dọc theo đoạn đường Bindun, tây Australia tìm kiếm viên phóng xạ này. Viên phóng xạ hình trụ vỏ bạc, đường kính 6mm, dài 8mm với chất phóng xạ là cesium-137 bên trong. Cơ quan cứu hỏa và vấn đề khẩn cấp của bang Tây Australia cảnh báo, chất phóng xạ được sử dụng cho kỹ thuật đo đạc trong khai khoáng. Nếu tiếp xúc gần, nạn nhân có thể bị bỏng hay một số bệnh liên quan tới việc nhiễm phóng xạ.
Theo kế hoạch ban đầu, thiết bị được vận chuyển bằng xe tải từ một khu mỏ gần thị trấn Newman đến ngoại ô phía bắc của thành phố Perth với tổng quãng đường hơn 1.400 cây số. Chiếc xe tải rời khỏi khu mỏ của tập đoàn Rio Tinto ngày 11 tháng 1 đến kho tại Malaga, Perth vào ngày 16 tháng 1. Tuy nhiên, tới ngày 25 tháng 1, giới chức tại đây mới nhận được báo cáo từ tập đoàn Rio Tinto cho biết không tìm thấy viên phóng xạ trong quá trình kiểm kê. Nhà chức trách đang vật lộn với nhiệm vụ khó khăn tìm kiếm dọc theo hành trình dài của chiếc xe tải từ phía bắc Newman, một thị trấn nhỏ vùng Kimberley xa xôi, tới một cơ sở lưu trữ ở vùng ngoại ô phía đông bắc của Perth, một khoảng cách dài hơn khoảng cách chiều dài của cả Vương quốc Anh. Cái giá thúc đẩy cơ sở hạ tầng của Ấn Độ ở dãy Himalaya. Jaswan Shai Butola cho biết anh bị bất ngờ trước tình trạng của cô làng Maroda khi anh và hàng trăm người khác quanh bang Uttarakhand, phía bắc của dãy Himalaya của Ấn Độ, đã bị buộc phải rời khỏi ngôi nhà nơi gia đình anh đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Butola cho biết thêm, đất xung quanh ngôi làng của 45 gia đình bắt đầu sụp lún vào khoảng 18 tháng trước, khi công việc xây dựng một tuyến đường sắt mới mà chính phủ Ấn Độ đang bắt đầu xây dựng sâu vào dãy Himalaya. Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang nỗ lực hết sức để đưa cơ sở hạ tầng quy mô lớn vào dãy Himalaya, xây dựng các nhà máy, thủy điện, đường sắt và đường cao tốc, bao gồm cả những con đường quan trọng, chiến lược để hỗ trợ quân sự ở biên giới đầy biến động với Trung Quốc. Một số trong những dự án này nằm ở các sườn núi không ổn định, từng bị bao phủ bởi sông băng, đang làm mất cân bằng sinh thái mong manh ở dãy Himalaya, đồng thời gây ra sạt lở đất, lũ quét và hiện nay là phá hủy các khu định cư. Trọng tâm trong những tuần gần đây là thị trấn Joshimath, cách Maroda khoảng 100 km về phía bắc, nơi có hơn 850 tòa nhà xuất hiện các vết nứt và một số đổ nát hoàn toàn kể từ đầu tháng 1, đã buộc hơn 900 người dân phải rời bỏ nhà cửa của mình. Hoa Kỳ chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 vào ngày 11 tháng 5. Chính quyền Tổng thống Biden đã cho biết họ sẽ chấm dứt ban bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 vào ngày 11 tháng 5, 3 năm sau khi Hoa Kỳ áp đặt những biện pháp sâu rộng hạn chế sự lây lan của căn bệnh này. Tình trạng khẩn cấp quốc gia và khẩn cấp sức khỏe cộng đồng PHE do COVID-19 ban hành năm 2020 bởi chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Biden nhiều lần gia hạn những biện pháp dự trù sẽ hết hạn trong những tháng tới đây. Văn phòng quản lý ngân sách OMB của Tòa Bạch Ốc đã cho biết những tuyên bố sẽ được gia hạn một lần nữa cho tới ngày 11 tháng 5 và sau đó sẽ chấm dứt hoàn toàn. OMB nói thêm trong một tuyên bố, chính sách quản trị việc giảm bớt này phù hợp với cam kết trước đây là đưa ra thông báo ít nhất 2 tháng trước khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia và khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. OMB nói thêm trong một tuyên bố riêng rẽ, ông Biden phủ quyết một dự luật được đề nghị tại Quốc hội Hoa Kỳ nhằm loại bỏ quy định bắt buộc về vaccine đối với những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm việc trong một số chương trình liên bang. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Kính mong quý vị khán giả vẫn giữ các băng tần của đài truyền hình IBC để tiếp tục cập nhật những bản tin như máy bay phản lực C-919 do Trung Quốc sản xuất tiếp tục thực hiện chuyến bay xác nhận kéo dài 100 giờ trong lễ hội mùa xuân, hay việc bị ám ảnh bởi làn sóng bạo lực giết cảnh sát, Haiti chìm sâu hơn vào nghèo đói, hay việc chuẩn bị diễn hành Tết Nguyên Đán kết thúc sau vụ xả súng ở California và nhiều bản tin mới nữa. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục đón xem.